Dạ vâng, tiếp theo sau đây chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ có liên quan đến các đơn vị gia công và phân phối, những yếu tố cần lưu ý khi chọn nhãn hàng để phân phối, hoặc là những lưu ý khi làm việc với các đơn vị gia công để sản phẩm của chúng ta được dễ dàng thị trường chấp nhận. Thì chúng ta hãy cùng ông Aiklim, Commercial Director của APAC and Middle East, Mayumi sẽ chia sẻ về chủ đề cùng Mayumi sáng tạo sản phẩm làm đẹp hoàn hảo. Better to keep in mind when choosing a brand to distribute and what to know when working with an OEM ODM supplier so that product is easily accepted by the market. We would like to invite Mr. Aiklim, Commercial Director APAC and Middle East, Mayumi will share on the topic from concept to finished product, create your own beauty product with Mayumi. Thank you. Hi, good afternoon, everyone. My name is Ake, and I have with me today Fung, my colleague. I will give my presentation in English, and she will translate it for me in Vietnamese. Xin chào mọi người. Thì anh Ake Lim là đến từ Singapore. Thì hôm nay anh Ake Lim sẽ chia sẻ về công thức làm sao để mình có được một cái sản phẩm, để mình có một cái tung ra một cái sản phẩm phù hợp với cái thị trường Việt Nam. Anh Ake Lim thì hiện đang là giám đốc khu vực, giám đốc thương mại của Mayumi khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Trung Đông. Thì cũng giới thiệu về em luôn, thì em đang là Account Manager phụ trách phát triển Mayumi tại thị trường Việt Nam. Thì không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, thì chúng ta sẽ cùng nhau cùng nghe chia sẻ từ anh Aileen nha. So we will cover two things today. We will share some of our observations about the Vietnam market, and we'll also describe the business model through which companies in Vietnam can push successful products into the market. But before that, allow us to introduce ourselves first. For me, I run the commercial team for Mayumi in the Asia Pacific and Middle East region. And outside of my day job, I also serve on the exco of the Singapore Cosmetics Association as its treasurer. Bên cạnh là vai trò giám đốc thương mại của Mayumi thì anh Aileen hiện tại cũng đang nằm trong ban chấp hành Hiệp hội Mỹ phẩm của Singapore và đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các ngành hàng tiêu dùng cũng như là về sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp. So Mayumi, we are part of the Fung Group, which is a 116-year-old Hong Kong sourcing company, and we provide actually beauty solutions across a whole spectrum of capabilities for our customers in the Asia Pacific, Europe, as well as the Americas. Mayumi thuộc tập đoàn Fung Group Hồng Kông, đã có hơn 116 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực cung ứng toàn cầu. Hiện tại thì Mayumi đang phục vụ các khách hàng B2B của mình, có những cái nhà máy sản xuất như là ở châu Âu, ở Mỹ và một số nước ở Đông Nam Á nữa. Thì hiện tại Mayumi cũng đang là một trong những chuyên gia đầu ngành trong việc phát triển, sáng tạo những cái sản phẩm về chăm sóc cá nhân cũng như là làm đẹp. As industry leaders in the beauty and personal care supply chain, we have deep expertise and experience in a whole range of capabilities, including design, product development, formulation development, concept creation, quality and supply chain management. Thì Mayumi cũng cung ứng cho những khách hàng từ cái khâu mà gọi là product concept lên cái ý tưởng sản phẩm đến sản xuất sản phẩm cũng như là phát triển những cái bao bì, giống như là bác Ian cũng có chia sẻ là những thứ nó bình thường nhưng mà làm nó đẹp hơn, làm nó bất thường một chút thì nó sẽ thu hút hơn. Thì Mayumi cũng có cung ứng cho cái dịch vụ đó là phát triển những cái bao bì sản phẩm rất là độc đáo, đến cái việc đó là đưa lên những cái giá trị về mặt thực thi tại điểm bán lẻ. So we actually have two business streams. The first of which is we call it product solutions, where we do everything from the creation of the product concept itself all the way through to delivery and sourcing and production and delivery to your warehouse.
Về mặt sản phẩm trước đầu tiên á, thì chúng ta sẽ có đi từ cái ý tưởng đúng không ạ? Ý tưởng đến về mặt công thức, tới mặt phát triển bao bì và thiết kế cũng như là cái cung ứng sản xuất. Thì Mayumi cũng có đưa cái giá trị từ hết các cái quy trình này. Và thực ra thì không phải là đây là những cái mà Mayumi đang làm, mà thực ra cái slide này cũng đang nói về cái gọi là những cái quy trình cơ bản để mà các bạn, các anh chị, các quỹ doanh nghiệp ở đây có được cái sản phẩm, tung ra được những cái sản phẩm trên thị trường. We also have a retail solutions business that helps our customers for their downstreams, where we help them to implement digital technology into the store environment through digital point of sales. So for example, we help Shiseido to roll out their digital beauty stores in Asia. Thì không, bên cạnh là Mayumi giúp các anh chị, giúp các doanh nghiệp đưa ra những cái sản phẩm trên thị trường, thì Mayumi còn có những cái phương pháp để mà hỗ trợ trong việc thực thi bán lẻ. Giống như là mọi người có thể thấy, ví dụ như là mình sẽ có những cái phương pháp để mà tăng cái trải nghiệm người tiêu dùng, đến cái việc là tăng độ phủ thị trường. Thì giống như là em xin nối với cái bài của bác Ian thôi, thì những thứ mà trên online và offline thì mình cần có một cái sự thống nhất về mặt gọi là telling story hay là những cái mặt hình ảnh về brand. Thì Mayumi cũng hỗ trợ các nhà bán hàng trong thời điểm đó, cũng như là trong mùa dịch, sau mùa dịch thì mọi người sẽ có những cái yêu cầu về mặt gọi là trải nghiệm tại cửa hàng nó sẽ khác đúng không ạ? Ví dụ như là mình đi ra cửa hàng, mình sẽ không có sử dụng sản phẩm trực tiếp lên, mà mình cần một cái gì đó nó ít virus hơn, nó có thể hạn chế tiếp xúc hơn. Thì Mayumi cũng đã rất vui được hợp tác với Shiseido cho cái retail solution trưng bày tại cửa hàng trên toàn cầu. So enough about us, let's talk a bit about the Vietnam market and what observations we have made about this particular market itself. Slide này thì Mayumi sẽ chia sẻ một số những cái Mayumi học được, tìm hiểu được từ những cái báo cáo thị trường tại Việt Nam. Chắc chắn là sẽ không chuyên sâu như anh Long chia sẻ, anh Long từ Nelson chia sẻ hay là từ bác Ian Medicare, nhưng đây là những cái mà Mayumi học và đúc kết được để mà áp dụng cho những doanh nghiệp đang muốn phát triển trong cái industry, các ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Thì hiện tại Việt Nam mình đang lên trên cái nền tăng trưởng nhanh cho cả chăm sóc cá nhân và sắc đẹp. So, one observation is that now that COVID is over, there are actually some trends we need to pay attention to in Vietnam. And my fellow speakers have already touched on this just now. Now, if you look at the chart over here, the left, for COVID, on the right, after COVID. Black, Vietnam GDP. Red is actually the growth rate, forecasted growth rate and historical growth rate of beauty and personal care. Over here is just beauty, and over here is personal care. Trước khi mà nói về cái biển đồ này thì em sẽ nhắc lại cái phần của anh Long, tại vì anh Long có chia sẻ là personal care nó sẽ bao gồm rất là nhiều ngành hàng trong đó. Thì ở đây cái slide này em sẽ chia nhỏ ra là personal care là chăm sóc cá nhân, và beauty nữa, sắc đẹp thì bản thân nó cũng là cái personal care của Nelson đã chia sẻ nha, tại mà mọi người dễ hình dung ra. Thì mọi người có thể thấy cái cột màu đen này của mình là cái tốc độ tăng trưởng GDP ha. Cái màu đỏ này là mình nhìn chung toàn cầu hết là về personal care và beauty. Cái màu đỏ tươi này á, thì sẽ là nói về là sắc đẹp nè, chăm sóc sắc đẹp. Và cái màu cam cam này á, thì là chăm sóc cá nhân. So while beauty and personal care are both growing, we believe that companies here in Vietnam should target the beauty opportunity more than personal care for two reasons. Number one, 80% of personal care is actually dominated by the multinational companies. So it won't be that easy for a Vietnamese brand or Vietnamese company to compete against them. Anh A vừa chia sẻ thì trong năm ngoái cái miếng bánh, cái phần trăm đóng góp của personal care, chăm sóc sức khỏe thì nó là 60%, nhưng mà trong 5 năm tới thì dự kiến nó sẽ chỉ còn là 52%, đồng nghĩa với việc là
beauty, chăm sóc sắc đẹp sẽ dần tăng trưởng lên. Nhưng mà cái phần chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cá nhân đó mọi người, thì 80% đang được dominate, đang được bao phủ bởi những cái nhãn hàng quốc tế đã có cái lịch sử, đã có cái kinh nghiệm trên thị trường, ví dụ như là Unilever, ví dụ như là P&G, đúng không ạ? Thì 20% còn lại là cái miếng bánh dành cho các anh chị. Tuy nhiên thì khi mà mình enter vào cái ngành hàng personal care á, chăm sóc cá nhân, thì mình cũng nên consider lại, cũng nên nghĩ lại là mình có cạnh tranh được với 80% thì còn lại hay không, hay là mình sẽ chọn cái phần chăm sóc sắc đẹp. Nó cũng đang dần tăng trưởng và nó cũng đang là một cái sân chơi chung, là một cái sân chơi chung khá công bằng cho những nhãn hàng local của mình luôn. And secondly, the growth pace is very different between personal care and beauty in Vietnam. Beauty will grow at 13.5% year on year, based on Euromonitor's forecast. Personal care will grow at 6.7%. So what this means is that over time, the share of personal care will actually shrink from 60% to about 52% by 2026. Phần này hồi nãy em nói hơi nhanh rồi đó mọi người, nhưng mà thôi nhắc lại nha. Thì là cái phần chăm sóc cá nhân đó, hồi trước là 60%, thì 5 năm tới nó còn có 52% thôi. Nghĩa là cái chăm sóc sắc đẹp, về sắc đẹp thì sẽ tăng lên hơn ha. Within beauty itself, which are the categories that Vietnamese companies should keep a lookout for? So the answer is that, well, to be honest, across all the different categories, there is a lot of forecasted growth in the next 5 years, growing from 13% to 16%. Dạ, thì trong các ngành hàng chăm sóc sắc đẹp của mình sẽ gồm những ngành hàng như là chăm sóc da, facial care, trang điểm, color cosmetic, nước hoa, fragrance và cái chống nắng, sun care. Thì ở đây mọi người có thể thấy là cái tăng trưởng trong năm 2016 đến 2021 là 5 năm trước á, thì nó là 8.5%. Cái tăng trưởng trong năm vừa rồi Covid thì là nó giảm đi còn lại có 3.7%, nhưng mà cái dự báo trong 5 năm tới nó sẽ tăng lên là 13.5%, nghĩa là tăng gấp đôi so với cái 5 năm trước ha. So certain categories did not do well during Covid because we all stayed at home. For example, color makeup, fragrances, and also sun care. But as you can tell from the red color bars, after COVID, the projected growth forecasts for these categories will rebound back to join the resilient category of facial skincare. And the future growth actually is, you can see over here, the pie for all these categories are going to grow much bigger towards 2026. Dạ, thì trong những cái ngành hàng nhỏ của chăm sóc sắc đẹp thì thực ra không phải ngành hàng nào cũng làm tốt trong cái quá trình Covid. Và rõ ràng là mọi người từ cái hành vi sử dụng hàng ngày của mọi người thì mọi người cũng có thể nghiệm ra được cái điều này, chứ không cần phải Mayumi chia sẻ. Thì ví dụ như là trang điểm, nước hoa, chống nắng, rõ ràng là mình không ra đường, mình không dùng, thì cái tốc độ tăng trưởng nó đâu có tăng trưởng được, đúng không? Nó giảm trưởng trong cái năm 2020 đến 2021. Tuy nhiên thì trong 5 năm tới vẫn được dự báo là sẽ tăng lên tương ứng là 15.8%, 13.3 cũng như là 12.5. Cái điều này có nghĩa là đây là những cái thông tin hỗ trợ cho các doanh nghiệp của các anh chị để mình cân nhắc trong cái việc là trong cái thời điểm này mình nên đưa ra những cái sản phẩm nào, những cái nhãn hàng nào tại thời điểm này thì nó thích hợp hơn, bởi vì nguồn lực thì có hạn và mình nên chọn cái nào là ưu tiên trước, đúng không ạ? Now let's look at some products and take a closer look at what kind of formulation trends we think are relevant to the Vietnam market. Để mà nói về một cái sản phẩm thì đầu tiên là mình phải có công thức trước. Mayumi sẽ chia sẻ một số cái công thức. Thật ra là không phải một số mà sẽ có ba. Mình sẽ nói chuyện với nhau trên con số 3 để cho dễ nhớ. Thì mình sẽ có ba cái công thức để mà đưa ra một cái sản phẩm phù hợp cho thị trường Việt Nam. Mayumi has had experience developing products in Southeast Asia, including for products that have been entering the Vietnam market. For example, over here we have Avoskin's Your Skin Bay series of serums, as well as the Carazon
UV protector that are both of these are sold in Sociola stores in Vietnam. Thì Mayumi cũng đối với thị trường Việt Nam thì Mayumi còn khá mới, nhưng mà đối với cái thị trường mà khu vực á, ví dụ như Indo hay là Thái Lan, Malaysia thì hiện tại Mayumi cũng đã có rất là nhiều dự án để mà tung ra những cái sản phẩm cho cái thị trường khu vực, và hiện tại thật ra là những một số sản phẩm các anh chị cũng có thể thấy đang bán ở Việt Nam rồi, ví dụ như là cái serum của Aqua Skin, kem chống nắng Carasun, Mama Choice, ở đây thì là cái hãng Charlotte Tilbury, đó rất là nhiều cái nhãn hàng mà Mayumi đã cùng đồng hành phát triển sản phẩm cũng như là tung ra thị trường, và có rất là nhiều giải thưởng. Mà thật ra thì giải thưởng này ở nước ngoài à, em không có nhớ, khi nào mà ở Việt Nam thì sẽ nhớ hơn đúng không? So based on our experience, the first trend that is important in terms of formula is actually regarding functionality. So right now for product, what is important is actually not just the use of active ingredients, but the combination of those active ingredients in order to deliver more benefits. For example, hyaluronic acid, niacinamide and retinol. Công thức đầu tiên đúng không ạ? Mình sẽ nghĩ tới cái từ đó là functional, thiết thực. Thì cái sản phẩm của mình phải thiết thực, đem lại những cái giá trị thiết thực cho người tiêu dùng. Đồng thời là ngoại trừ những cái thành phần nó mang thành phần active á, thì mình sẽ cho thêm những cái thành phần ví dụ như là niacinamide, HA, retinol để mà cái sản phẩm của mình có thể đảm bảo đáp ứng được những cái nhu cầu chăm sóc da ngày càng phức tạp hơn của người tiêu dùng tại Việt Nam. Second is the concept of a clean beauty. So within the formula itself, using raw materials and ingredients that allude to the idea of green beauty, as well as the use of hero ingredients or herbal active ingredients. Cái thứ hai là mình sẽ nói với nhau về cái từ clean, sạch. Ở đây em dịch cái từ sạch thì nghe nó không có sang bằng từ clean. Thôi em dùng từ clean nha. Clean thì nghĩa là mình sẽ nghĩ về những cái gì đó nó thiên nhiên. Những cái thành phần chủ đạo là thiên nhiên, aloe vera, trà xanh đó. Thì là đây là cái công thức thứ hai dành cho cái sản phẩm của mình tại Việt Nam. And lastly, it's actually the use of multifunction products, as has been touched upon by the previous speaker, to help consumers to simplify their beauty routine. Và mình có cái công thức cuối cùng đó là đơn giản. Đơn giản ở đây nghĩa là gì? Mình đưa ra những cái sản phẩm có cái công thức hỗ trợ quá trình chăm sóc da cho người tiêu dùng, nhưng mà phải hỗ trợ được nhiều nha. Ví dụ như là dưỡng ẩm thì mình sẽ có thêm là UV, cái độ chống nắng, hay là giống như là những cái sản phẩm cushion thì bây giờ mình cũng có thể thấy là có thêm những cái độ chống nắng. Lúc nãy thì anh Long Nelson, anh Long có chia sẻ trong cái bài chia sẻ của Nelson đó, thì cái phần trăm người tiêu dùng mà họ họ đang cover, họ đang phục hồi dần sau Covid, thì cái nhu cầu của họ sẽ đơn giản hơn, họ không có xài nhiều sản phẩm, họ không có đủ cái ngân sách để mà mua rất nhiều sản phẩm cho những cái mục đích khác nhau, mà họ sẽ kỳ vọng những cái sản phẩm mình sử dụng nó mang tính chất đa công năng hơn. Hôm nay mình mang một cái cushion thì cũng sẽ có thêm cái độ chống nắng. Thì đó là ba cái công thức, ba điều nhớ về công thức mà Mayumi gửi gắm đến anh chị. Well, similar to formulations, we have also made some observations about packaging that we think are relevant to Vietnam. Tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau nghe về xu hướng về bao bì ha, mà Mayumi sẽ chia sẻ với các anh chị. So, first of which is nothing too new. I think everyone is familiar with the concept of sustainability, and this includes, for example, designing into your product refillability and reusability, the use of bio-based materials, as well as recyclable materials like PCR, post-consumer recycled plastic resins. Về bao bì thì cái xu hướng hiện tại đầu tiên mà em nghĩ là các anh chị cũng nên nhớ cùng em luôn, đó là cái sustainable. Sustainable nghĩa là bền vững. Bây giờ mình sẽ nghe những cái từ như là kinh tế bền vững, bao bì bền vững, sustainable. Thì sustainable packaging nó có nhiều cái loại sustainable packaging lắm, nhưng nó cũng sẽ bao gồm một số cái đơn giản dễ nhớ trước, đó là cái thiết kế bao bì thay thế được
thay thế được ha. Và cái là chất liệu dựa trên sinh học. Một cái nữa là bao bì dựa trên những cái thành phần có thể tái chế hoặc là những thành phần đã được tái chế. And for me, for someone like me who's new to the Vietnam market, coming here, I think sustainability might be quite early on in its adoption, but it's something that I think the trend is definitely clear. I mean, if you look at the right-hand side there, we have a sustainable B2B lounge that the organizers have catered for us. So I think the direction is quite clear. Thì bác Aileen cũng vừa chia sẻ là cái trải nghiệm của bác khi vừa tới Việt Nam. Thì bác có thấy là ở Việt Nam mình cái trend sustainable packaging cũng đã được sử dụng nhiều, và rất là nhiều sản phẩm ở Việt Nam mình cũng đã sử dụng cái sustainable packaging. Đặc biệt là ngày hôm nay, nếu như mà anh chị đến với triển lãm ngày hôm nay sẽ thấy khác hơn các năm trước, đó là mình có một cái gian hàng sustainable B2B lounge, là một cái gian hàng bền vững, đúng không ạ? Cho nên là đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng, và cũng là một điều mà các anh chị cũng phải bắt đầu mình có những cái gọi là mình đi trước ở những cái sản phẩm của mình và consider thêm về cái mặt sustainable packaging tại thời điểm hiện tại. So a second trend that we observe coming out of COVID actually is the move towards more touchless types of packaging formats. So this could include, for example, airless pumps or smaller pack sizes or even single use packaging that will minimize the transfer of organic material from your body or from your hands into the product. Và một cái thứ hai nữa là không chạm touchless, nghĩa là cái sản phẩm của mình sẽ có, là cái bao bì của mình sẽ có cái phần airless pump, cái đầu vòi pump nè, để mà chạm nó. Có nghĩa là khi mà khách hàng họ lấy cái sản phẩm, lấy cái dịch ra, đúng không ạ, pump một cái là cái sản phẩm nó đi ra, chứ không cần phải dùng tay để mà chạm vô sản phẩm nữa. Cũng như cái việc đó là hiện tại cái bao bì sản phẩm của mình sẽ có một số những cái sản phẩm thì sẽ có xu hướng là sử dụng những cái size nhỏ hơn, tại vì khách hàng muốn là sử dụng xong hết thì bỏ thôi, chứ không có muốn giữ cái sản phẩm đó lâu hơn. And a last trend actually is the use of beauty applicators together with your packaging to give the consumer a more integrated user experience when they use the packaging for a product. Thì cái bao bì nó không chỉ còn là cái bao bì đựng cái dung dịch nữa nha mọi người. Cái bao bì ở đây sẽ có thêm những cái thiết kế mà nó mang cái tính chất tăng cái trải nghiệm người tiêu dùng hơn. Ví dụ như cái son có cái gương, đúng không ạ? Có ai nghĩ tới cái son có cái gương mà thật ra thì mình có thể thấy là cái son Glen cũng đang sử dụng nó rồi, và cái bao bì đó thực sự là rất thú vị. Và cũng chia sẻ nhỏ thì cái đó là khách hàng của Mayumi nha mọi người. Thêm nữa thì có những cái sản phẩm ví dụ như là kem dưỡng ẩm, thì mình sẽ có những cái công cụ á để mà mình lấy kem ra cho khách hàng, thì đây là những cái mình add on thêm những cái gọi là functional packaging để mà tăng thêm cái trải nghiệm cho khách hàng của mình. Now that we have covered some trends that hopefully have provided you some inspiration and some ideas, the next question really is, how do you go about to make product that you want to launch into the Vietnam market? Từ nãy tới giờ thì mình có nghe về là thị trường Việt Nam, mình có nghe về xu hướng thành phần, có xu hướng về bao bì rồi. Vậy thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ thắc mắc là vậy thì làm sao để mà có ra được một cái sản phẩm? Bây giờ là câu hỏi là làm sao ra được cái sản phẩm này. Dạ, thì bây giờ mình cũng sẽ cùng nhau đi vào cái phần này ha. Thì ở đây Mayumi Empower on Beauty Brand, có nghĩa là Mayumi chắc chắn cho các anh chị đó, không chỉ là những cái nhãn hàng international brand đã có kinh nghiệm trên thị trường, mà cũng là những sản những cái ngành hàng, những cái công ty tại Việt Nam, đặc biệt là tại Việt Nam. Mayumi sẽ chắc chắn cho các anh chị đó. So one model could see your company partnering a company like us to actually co-create the product through what we call a turnkey model. So this is a full service, end-to-end offering that includes everything from formula development, packaging, sourcing and development, right through to quality assurance and delivery. Thật ra là mình sẽ có nhiều cái giải pháp để mà mình làm ra được cái sản phẩm của mình. Đầu tiên là mình có thể tìm chọn những cái đối tác để mà mình làm full service. Thì mình có cái từ đó là full turnkey,
chìa khóa trao tay, nghĩa là các anh chị tìm đến một cái đối tác, họ làm cho các anh chị từ concept, từ cái product concept cho tới thiết kế bao bì, cho tới sản xuất cũng như là những cái giải pháp về mặt retail tại điểm bán lẻ, mình gọi là end-to-end service. Thật ra là sẽ tùy thuộc vào cái capability, cái mà năng lực hiện tại của doanh nghiệp của mình ở đâu thì mình sẽ chọn cái phương án đó. Thì ở đây cái chìa khóa trao tay full turnkey nghĩa là mình chọn một cái đối tác mà họ làm cho mình khá là từ A tới Z đó, full service. Và cái này thì sẽ phù hợp với những nhãn hàng độc lập indie brand. Indie brand là những nhà phân phối, những cửa hàng bán lẻ, những doanh nghiệp Việt Nam startup đang muốn tung ra những cái sản phẩm của riêng mình. Và mình có hạn chế trong cái mặt gọi là những cái phần ban R&D trong cái phát triển sản phẩm. So this model is suitable actually for independent brands, smaller setups, including those that sell on e-commerce through a direct-to-consumer model. And we do have a lot of experience helping brands like this throughout ASEAN because of our very strong Southeast Asia heritage to actually not just make the product, but to make sure we export it all throughout ASEAN, including supporting independent brands and KOLs in Indonesia, Malaysia, and Thailand. Thì ở đây là cái phương án này cũng sẽ phù hợp với những nhãn hàng như là mình có thể thấy là xu hướng hiện tại là những KOL, influencer họ cũng đã bắt đầu đưa ra những cái thương hiệu sản phẩm của riêng mình, không chỉ là bán ở thị trường Việt Nam mà còn xuất khẩu ra thị trường nước ngoài nữa. Thì cái câu hỏi, thì cái challenging, cái thách thức của các doanh nghiệp này sẽ là mình sẽ cần một cái bên tư vấn làm sao đó cái bao bì đó phù hợp cho cái việc xuất khẩu ra nước ngoài, hoặc là những cái yêu cầu khác khi mà muốn bán cho cái thị trường nước ngoài thì mình cũng có thể tìm tới những cái đối tác có full turnkey, full service như vậy. So another model can describe it as a more of a mixed hybrid model. I think this applies if let's say you have a designated packaging supplier or you have your own formula. We can partner under a hybrid model also to help regionalize an existing hero product into the local Vietnam market. Thì ở đây á, là một cái mô hình phù hợp với những doanh nghiệp đã có cái công thức của mình, có cái công thức sản phẩm của mình và chỉ cần tìm những cái đối tác để mà sản xuất sản phẩm thôi. Cũng như là một là sản xuất chọn cái sản phẩm, hai là chuyện về mặt bao bì, ba là chỉ là cái công đoạn fill cái sản phẩm vô cái chai lọ thôi. Thì đây là mình sẽ có cái mô hình hybrid model, mô hình tích hợp này sẽ phù hợp với những cái ngành hàng, những cái công ty đã có cái nhãn hàng hiện tại trên thị trường và mọi người muốn và các anh chị đang tìm đến những cái đối tác có thể làm cái sản phẩm của mình regional hơn để đem về cái thị trường Việt Nam của mình. Nói nôm na đó là không phải made in Việt Nam. And if you are an established company, we're also quite comfortable to support you to provide capacity for the production of products into the Vietnam market. Và cái giải pháp cuối cùng thì dành cho những các doanh nghiệp lớn cũng như là đã có kinh nghiệm trong thị trường rồi, thì lúc này là mình chỉ cần tìm cái đối tác để mà sản xuất thôi. Tôi chỉ muốn gia tăng cái sản lượng này vì bán tốt rồi, thì chỉ cần tìm thêm những cái nhà để mà sản xuất hộ thôi, gia công thứ ba thôi. Thì đây là một cái phương án phù hợp với những cái nhãn hàng ví dụ như Johnson & Johnson, những cái nhãn hàng đã có mặt trên thị trường hiện nay. This is our last slide. So the conclusion really is that whatever the business model that is applicable to your business, please feel free to reach out to us because we have the confidence and the experience actually to help you succeed in this market. Thì đây cũng là cái slide cuối cùng mà Mayumi muốn chia sẻ với các anh chị, các doanh nghiệp ở đây. Thì thật ra là mình qua cái slide này cũng như là những cái slide trước của Mayumi, cũng như là cái chia sẻ của anh Long, Nelson cũng như bác Ian trong Medicare, thì em nghĩ là mình không có việc gì là thiếu tự tin trong cái việc tung ra cái sản phẩm cho thương hiệu của, cho công ty của mình, cho thương hiệu của mình. Ở đây mình cũng hôm nay mình biết được là mình có nhiều cách để mà mình làm ra cái sản phẩm cho mình, làm cái sản phẩm của công ty mình, đúng không ạ? Thì Mayumi
Mayumi thì có cam kết về mặt gọi là đưa ra những cái giá trị phù hợp theo từng nhu cầu, theo từng cái yêu cầu của các anh chị cũng như là các doanh nghiệp ở đây ạ. John, I thank you for your time, and if you are interested in further discussion, feel free to reach out to us either after the show or on our social media channels. You can also scan the QR code down here at the banner. Yeah, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để mà cùng nghe Mayumi chia sẻ cũng như là các diễn giả của ngày hôm nay. Thì ở đây em có một số cái QR code các anh chị có thể scan để mà tìm đến Mayumi cũng như là tìm đến em ở trong thị trường Việt Nam. Bên này em cũng có cái standee rất là đẹp, mọi người tới scan QR code nha. Hoặc là nếu như ai có câu hỏi thì có thể hỏi em ngay bây giờ. Nhưng em nghĩ nếu mà mọi người ngại thì cứ tìm đến em nha. Rồi em cảm ơn rất là nhiều. Thank you. Cảm ơn phần trình bày của diễn giả Aikim ạ.